Chào các bạn nhé, không biết ở đây đã có ai bị lừa khi mà chạy sang bên Hàn Quốc này chưa? Thực sự ra mà nói thì mình có một người em ấy thì cũng đã từng bị lừa, mà không phải lừa một lần mà lừa gần 4 lần các bạn. Tại sao mình lại nói là lừa gần 4 lần? Thì hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện về một người em mình mong muốn được sang bên Hàn Quốc để làm việc, nhưng mà rất tiếc là em cũng không thể sang được bên Hàn Quốc này. Bởi vì là nhiều công ty ở Việt Nam họ đã lừa mất của em khá nhiều tiền. Thì cụ thể là như thế nào? Thì vào năm 2021 ấy, thì em có chạy đi xuất khẩu lao động. Thì năm đấy là em mới 34 tuổi, chạy sang bên Hàn Quốc này bằng con đường xuất khẩu lao động. Thì có một người ra môi giới là sang bằng con đường đó. Thì em đã nộp tiền tổng là 12 triệu là nộp vào trong cái công ty môi giới đó, để người ta sẽ gọi làm thủ tục giấy tờ hồ sơ xong cho đi học. Thì cũng bình thường như bao người khác ấy, thì nộp vào xong là em đi học. Trong quá trình học ấy thì em đã bị rớt, không đỗ được. Bởi vậy là tìm cách đi theo con đường xuất khẩu lao động thì rất là khó khăn, bởi cái thời gian mất rất là nhiều và phải cần năng lực tiếng Hàn nữa, phải thi rất là khó. Bởi vậy là em đã quyết định là tìm bằng hướng khác. Thì loay hoay làm sao lại có một người ta môi giới cho là đi theo diện visa E7. Bằng con đường visa E7 đấy thì có thể là định cư được ở Hàn Quốc lâu lâu dài và có thể đưa vợ con sang được. Sau đó thì một khoảng thời gian thì sẽ chuyển thành visa F2, visa định cư lâu dài ở Hàn Quốc này. Và hơn nữa, nếu mà giỏi nữa thì là sẽ chuyển thành visa F5, thì mình có thể thoải mái sống bên Hàn Quốc, không phải suy nghĩ gì cả. Thì được nhiều người ta tư vấn thì cũng thấy ham, cũng muốn rằng là đi sang bên Hàn Quốc này, sau đó đưa vợ con sang. Nghe thấy người ta môi giới là đi theo diện visa 7 thì rất là tốt không? Bởi vậy là em đã quyết định là đi theo cái dạng đó. Thì người ta bảo là nộp vào đó 15 triệu tiền hồ sơ, tiền nọ, tiền kia. Cuối cùng em đã nộp 15 triệu vào cái công ty môi giới đó, và phải đấy trong vòng 5 tháng, 6 tháng gì đó mà mãi không thấy người ta ý kiến gì cả. Bắt đầu hỏi tại sao lại lâu như vậy, mà chạy visa E7 thì điều kiện thì tất cả mọi thứ thì người ta bảo là đủ hết rồi, nhưng mà lại tại sao lại chờ như vậy. Cuối cùng là em bảo là thôi không chạy đến đến nữa, bởi vì là trong đằng bên cạnh đó thì em đã có một cái công ty khác nữa rồi. Thì thành ra là nghe rằng công ty kia nó có thể là nó uy tín hơn, thành ra là đòi công ty tiền của công ty này, nhưng mà đòi mãi đòi nuôi, đi lại mãi đi nuôi, cuối cùng là người ta cũng chịu chết, người ta không trả tiền mình. Thôi thì không trả tiền cũng được, không sao cả, thì cái đấy đòi sau. Thì lại tiếp tục theo một cái, có nghĩa là một người người anh họ này, đại loại là anh họ cũng gây nên cái sự uy tín. Em bảo là có cái công ty này người ta đưa người sang cũng dạng visa E7, là sang đấy thì cũng đã rất rất nhiều người sang rồi. Thì em có chạy đi theo dạng là cũng như đi theo cái công ty đấy không? Thì bắt đầu là quyết định lại chạy theo công ty đó và làm hồ sơ theo công ty đó để theo dạng visa E7. Nhưng mà cũng như công ty trước thì người ta bảo nộp vào tiền vào đấy, thì công ty này nộp có vẻ nhẹ hơn, là có 10 triệu thôi. Thì cũng được, nộp 10 triệu. Thế là lần này lần thứ ba đúng không? Thì bắt đầu là nộp 10 triệu vào cái công ty này. Nhưng cũng giống như công ty trước thì nộp vào người ta cứ ổ trò và đợi, cứ thế đợi chờ mà không biết gì cả. Người ta bảo là công ty ở bên Hàn Quốc này người ta chưa nhận mình, thành ra là mình cứ phải chờ thôi. Thì sau đó thì em đã chờ chờ đến tận năm đầu năm nay mà vẫn không thấy đâu cả, bảo thấy sốt ruột quá thì thôi lại đòi tiền lại. Thế nhưng mà cũng không đòi lại số tiền. Thì tổng đi 3 lần thì đã mất được 37 triệu các bạn. Sau đó thì bởi vì không hiểu sao em lại có cái niềm đam mê cứ muốn sang bên Hàn Quốc này, mà trong khi đó mà rất nhiều công ty nó lừa như vậy, mà biết được là nó lừa như vậy, ngay cả ông anh gọi là họ nhà mình giới thiệu, cuối cùng vẫn cứ bị lừa như vậy mà vẫn cứ máu đi. Thế cuối cùng là lại đăng ký tiếp một công ty nữa, thì người ta cũng đi theo dạng visa 7, nhưng lần này người ta bảo là cam kết là sẽ bay trong trong tháng 12 tới này. Đấy, tháng 12 tới này là sẽ bay. Thì nhưng mà người ta lại bảo là nộp vào đó là 40 triệu. Thì thấy tình hình là 40 triệu nó hơi hơi giá nó hơi cao, thành ra ông em cũng mới hỏi mình.
Thế họ là biết mình qua kênh YouTube nên là muốn hỏi mình để biết được là liệu như vậy là có phải là lừa đảo hay không. Thế cho nên là mình thì cũng không biết là phải giải thích như thế nào cả. Thì công ty người bên công ty ở Việt Nam ấy, người ta bảo là nộp vào 40 triệu đó, người ta cam kết là sẽ bay và mình có vé, có visa này nọ thứ thì mình sẽ phải nộp vào toàn bộ số tiền là 200, hình như 230 triệu đấy, để vào vào đó rồi là sẽ được bay sang Hàn Quốc. Thì mình cũng có khuyên em như này, hiện tại giờ là năm nay em mới 35, 36 tuổi thôi. Thế cho nên là cái con đường mà đi sang bên Hàn Quốc này bằng con đường gọi xuất khẩu lao động thì vẫn còn rất dài. Và năm tới này, năm 2024 này là ở bên Hàn Quốc người ta lấy rất nhiều người để sang bên Hàn Quốc lao động. Thậm chí người ta lấy, có nghĩa là những cái nhà hàng dịch vụ người ta cũng có thể tuyển được visa E9, chứ không phải là như ngày trước là chỉ làm công xưởng, chỉ làm ở những cái nông nghiệp hay là cái xây dựng hay bất ngư nghiệp. Nhưng mà bây giờ người ta có thể lấy được ở các cái ngành dịch vụ nhà hàng, người ta có thể tuyển mình vào mình làm việc. Thế cho nên là công việc rất là nhiều. Bởi vậy là lời khuyên chân thành nhất của anh ấy, thì em hãy đến Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi mà em sinh sống. Em có thể là đăng ký, thì ở cái tại nơi đó người ta sẽ có cái công ty uy tín cho mình, người ta giới thiệu cho mình đến công ty nào đấy, thì mình sẽ theo công ty đó thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn bây giờ bản thân anh ấy, anh cũng chẳng biết phải như nào cả. Đôi khi lại hỏi mình thì bảo là sau này có rất nhiều người hỏi mình bảo là anh ngày trước ấy, anh đi theo công ty nào để giới thiệu cho em bằng công ty đấy. Thì thực sự là mình sang bên Hàn Quốc này đến nay là đã hơn 16 năm này, gần 17 năm rồi các bạn. Thế cho nên là ngày trước ấy, thì mình đi mất khá là nhiều tiền, mình đi mất 7.500 đô, tức ngày đấy là bằng tổng độ là 130-140 đấy, mình không có nắm rõ là 130-140 để sang bên Hàn Quốc này. Nhưng mà nó chỉ là cá nhân, cũng như là có những cái ở cái khu mình ấy, nó có cái người mà người ta chuyên đi môi giới lao động xuất khẩu Hàn Quốc, chứ không phải như là hiện tại giờ là các công ty người ta đưa đi. Chứ không là mình ngày trước ấy, đi muốn sang bên Hàn Quốc này ấy, chỉ có tiền là mình có thể đi sang ngay. Nhưng bây giờ nó không phải như vậy. Muốn đi xuất khẩu lao động ấy, thì bắt buộc phải qua Sở Lao động Thương binh Xã hội. Mà bây giờ người ta làm rất chặt, để mà ăn tiền, gọi là đút nó tiền thì cũng không thể sang được nếu như mình không có năng lực thực sự. Đấy, thì mình cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, mà bởi vì là có rất nhiều anh em ở Việt Nam ấy thì cũng rất muốn sang bên Hàn Quốc này. Thì nhiều, chủ yếu là những anh em gọi là sang muốn sang bên Hàn Quốc này đấy, là những người mà có kinh tế rất là khó khăn, cũng như là cái cậu vừa rồi mình kể chuyện ấy, thì cậu ấy thì do là mới lấy vợ thì hoàn cảnh rất là khó khăn, công việc thì không ổn định, nay đi làm Hàn, mai đi làm công việc khác, thành ra là không có công việc ổn định, nghề nghiệp thì không có, mà lại còn mẹ già nữa, và cậu ấy làm nguồn lao động chính trong gia đình. Trong khi đó mà muốn để sang bên Hàn Quốc này để bớt gánh nặng nghèo khổ, nhưng mà cuối cùng lại đi phải những công ty môi giới nó chặt chém mình và nó lừa đảo mình. Thế cho nên là mình không biết phải nói nào, nhìn những hoàn cảnh những con người như vậy mình cảm thấy rất là thương họ, bởi vì là họ mục đích là họ chỉ muốn đi sang bên Hàn Quốc là để kiếm tiền để lo cho cuộc sống ở Việt Nam đỡ khó khăn hơn, nhưng mà cuối cùng lại chẳng chạy được sang bên Hàn Quốc, mà lại cuối cùng là lại bị những công ty khác họ lừa. Thế cậu ấy có hỏi mình tiếp nữa này, bảo là thôi em khả năng là cái số của em là em không thể nào mà sang bằng những con đường hợp pháp ấy được, thì em đang tính là chạy theo con đường là đi du lịch rồi sang bên Hàn Quốc, rồi anh có thể là giới thiệu việc cho em, rồi em xin em sang bên này em nhảy ra ngoài luôn và anh giới thiệu việc cho em, giúp đỡ em. Thì mình bảo là thực sự là nói thì muốn đi cái số mà con người ta ấy, là muốn đi sang bên Hàn Quốc, muốn đi nước ngoài, nhưng mà bao nhiêu lần thế mà chạy không được, mà bây giờ lại còn chạy theo cái con đường du lịch để sang bên Hàn Quốc này để nhảy ra ngoài, thì thực sự ra nói thì rất là khó. Mà trong cái thời điểm mà ở bên Hàn Quốc này cũng rất là căng thẳng, bởi vì là có rất nhiều người Việt Nam hay người ngoại quốc bên đây ấy, là bất hợp pháp bên đây, xong bắt đầu là lại
buôn bán thuốc lắc này là cũng đủ cái chuyện phạm pháp bên đây rồi đấy. Thế cho nên là em sang bên đây rồi, nghĩa là em chạy sang đây rồi, không may em bị bắt thì em lại là người phải gánh chịu một khoản nợ rất là lớn đấy. Và với em là người bảo là đã là nói rằng là kinh tế rất là khó khăn, mà đã phải mất mấy chục triệu không cho những bọn môi giới để đưa em sang đây rồi, mà em còn không sang được, mà em lại còn mất thêm mấy trăm triệu nữa để cố tình sang đây. Thì nếu như mà may mắn thì không sao, nhưng mà không may mắn mà em bị bắt ấy thì đúng thật là em bẻ nợ thôi, thì không biết là làm cách nào trả nợ đó. Thế cho nên là anh khuyên thật sự, bởi vì cái tuổi của em năm nay năm 35 tuổi, thế cho nên là em vẫn còn cơ hội để sang bên Hàn Quốc này bằng con đường xuất khẩu lao động. Thế cho nên là em đến Sở Lao động Thương binh Xã hội và em đăng ký. Còn nếu như thực sự em không thể thi, không thể sang được nữa thì đó là cái số em không được đi Hàn Quốc, không đi được đi nước ngoài. Thế là mong em thông cảm nhé. Đấy thì tiện đây thì mình cũng nói với tất cả những anh chị em mà đã hỏi cùng một câu hỏi là anh có cái công ty nào uy tín để đưa em sang bên Hàn Quốc hay không, thì thực sự ra mà nói trong cái khoảng thời điểm này thì mình không có một công ty nào cả, và đa phần là những công ty mà cũng đã ý là mình cũng đã giới thiệu cho những công ty đấy để cho những anh em tham khảo, nhưng mà đa phần là những anh em có cái mục đích là sang bên Hàn Quốc rồi nhảy ra ngoài, thế cho nên là người ta không bao giờ người ta làm cho mình. Cũng chính vì điều đó là mình cũng không giới thiệu cho bất cứ một ai là sang bên Hàn Quốc bằng cái một công ty môi giới nào cả. Thế cho nên là anh em hết sức thông cảm. Thế thì con đường gọi là hợp pháp nhất thì chỉ có con đường là đi theo diện là xuất khẩu lao động của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hoặc là đi thời vụ cũng được. Thì nhưng mà cứ đến Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi mình sinh sống đó, xong bắt đầu là mình hỏi người ta sẽ chỉ cho mình những công ty uy tín, công ty môi giới uy tín cho mình, thì mình đi theo bằng cái công ty đó thì nó an toàn hơn. Đấy thì đó là một cách gọi là an toàn nhất. Chứ còn nếu như mà đi ra bên ngoài những cái công ty gọi là môi giới bên ngoài đấy thì chẳng công ty nào nó uy tín cả. Có thể là trước người ta có thể là người ta tuyển người ta đưa người sang bình thường không vấn đề gì, nhưng mà đến khoảng thời gian này thì người ta không đưa người được sang bên Hàn Quốc nữa, nhưng mà thì người ta lại gọi là lừa, cũng như là bằng cách là lừa đảo mình để kiếm tiền. Các bạn cứ nộp tiền vào đấy là bỏ làm tiền làm hồ sơ, trong khi đó người ta chẳng làm cái gì cả, và cuối cùng là người ta lại được nguyên cái khoản tiền đó. Bây giờ các bạn nộp 10 triệu vào, 15 triệu vào, bao nhiêu triệu vào thì cũng vậy thôi, thì cái tiền đó là người ta duy trì công ty người ta. Đấy, bởi vậy là anh em muốn sang bên Hàn Quốc này thì nên suy nghĩ cho thật kỹ và tìm những cái nơi nào mà uy tín nhất, thì như mình đã giới thiệu đó là Sở Lao động Thương binh Xã hội. Đấy, thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ chân thành nhất đến với các bạn. Thì có gì thì mình cũng lại trả lời cho các bạn ở video tiếp theo. Thì có một cái vấn đề gì đó thì các bạn hãy comment bên dưới và đăng ký kênh và theo dõi những cái clip tiếp theo của mình. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác nha. Bye bye.